Xin chào, mình là Vô Lý và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Game. Vừa qua đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với mấy hôm cuối tuần cũng có nhiều bạn hỏi chúng mình rằng liệu có thể tổng hợp danh sách những game chơi local cùng bạn bè hay người thân để tạo một không khí gắn kết, bớt nhàm chán trong các buổi party. Chính vì vậy, ngày hôm nay tuy là đã sang tuần và hết nghỉ lễ lâu rồi nhưng để chuẩn bị cho vô và những ngày nghỉ tiếp theo, Phê Game chúng mình sẽ đem đến cho các bạn một danh sách các tựa game giải trí cùng gia đình và bạn bè mà cá nhân chúng mình nói riêng và cả team Phê Game nói chung cảm thấy yêu thích nhất. Yes, và bây giờ Game On! Game đầu tiên trong bảng xếp hạng của chúng mình phải kể đến đó chính là Overcooked 2. Sau sự thành công của bản 1 được ra mắt vào năm 2016, thì các fan của tựa game nấu ăn gia đình này lại một lần nữa được bất ngờ và thích thú khi Overcooked 2 đã được phát hành vào tháng 8 năm 2018. Tiếp nối công thức và lối chơi đã làm nên tinh túy của bản 1, với cách chơi đơn giản nhưng không kém phần hỗn loạn và thú vị. Các màn chơi ở bản 2 được bổ sung những yếu tố mới, đa dạng hơn, mang đến cho người chơi những khoảnh khắc vui vẻ hay thi thoảng là những tình huống trớ trêu, cười ra nước mắt. Câu chuyện ở bản 2 lại tiếp tục mang người chơi đến với thế giới đầu bếp cung đình của vua hành tây trong một nhiệm vụ giải cứu một vương quốc mới. Chính những sự khó khăn mà game đưa ra cho người chơi lại khiến không khí căng thẳng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Các bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ nấu ăn trong một nhà bếp được đặt trên một khinh khí cầu và sấm chớp nổ ngay bên tai, hay một chiếc bè nổi trôi sông bồng bềnh với các thực khách ngoài hành tinh khó tính, hoặc vừa chơi lại vừa phải giải các câu đố? Nhập vai vào 4 vị đầu bếp tí hon, bạn sẽ phải cố gắng nhanh hết sức, vừa chế biến nguyên liệu và hoàn thành món ăn trước khi các vị thượng đế kia nổi giận. Phê Game đảm bảo Overcooked 2 sẽ là một tựa game party cực kỳ hấp dẫn mà bạn khó có thể bỏ qua mỗi khi có dịp tụ tập bạn bè hoặc đơn giản là giải trí vui vẻ cùng gia đình. Just Dance 2019 có mặt trên hầu hết mọi nền tảng từ Android, iOS, PC, Xbox, PlayStation, điện tử xiềng và nay đã có mặt trên hệ máy chơi game mới nhất của nhà Nintendo, đó chính là Nintendo Switch, cùng với cách chơi giúp tối ưu hóa chiếc tay cầm thần thánh của hệ máy này. Đột phá bảng xếp hạng các game gia đình thú vị trên toàn thế giới, từ khi trò chơi ra mắt, Just Dance không chỉ thú vị về mặt âm nhạc mà game còn cho chúng ta trải nghiệm cả về mặt vận động. Vừa chơi game lại vừa có thể nhảy nhót xả stress cũng như nâng cao thể lực thì còn gì hơn phải không nào? Các màn chơi, giao diện, ngoại hình nhân vật hay các bản nhạc đều được thiết kế, chọn lọc, sáng tạo dựa trên những nghiên cứu khoa học về thói quen tiếp thu âm nhạc. Game còn bổ sung cả những vũ đạo của trẻ em cũng như cách thức giáo dục trẻ em thông qua hai môn nghệ thuật này. Về phần nhà phát triển game Ubisoft, hãng này kỳ vọng Just Dance không chỉ trở thành cầu nối giữa các bậc phụ huynh và con em mình, mà còn mong rằng thông qua tựa game này, tiềm năng âm nhạc, vũ đạo nói riêng và nghệ thuật nói chung của các game thủ nhí sẽ được đánh thức. Mario Kart khác với các tựa game đua xe đồ họa đỉnh cao như Need for Speed hay Asphalt. Mario Kart hướng người chơi đến với trải nghiệm và tương tác cùng bạn bè nhiều hơn, giúp chúng ta cùng nhau giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi vào những ngày cuối tuần cùng gia đình. Chơi game đã là thú vị rồi, vậy mà còn được cùng những người thân trong gia đình mình trải nghiệm chung thì còn gì tuyệt vời hơn. Với phiên bản đầu tiên được ra mắt từ năm 1992, Mario Kart tạo nên tiếng tăm vô cùng to lớn cho Nintendo, khiến nó trở thành một tựa game ăn nên làm ra, không thể thiếu trong toàn bộ hệ máy console của hãng. Tới với phiên bản mới nhất là Mario Kart Deluxe 8, trò chơi sẽ cung cấp cho người chơi đến 42 nhân vật, các phương tiện cùng vũ khí tùy biến khác nhau, chứ không phải mất thời gian chờ đợi hay unlock các nhân vật như trước nữa. Việc của bạn chỉ là lên xe, chọn nhân vật, thiết kế chiếc xe mà mình ưa thích cùng với các trang bị nâng cấp thiết yếu và khởi động thôi. Với sự chỉn chu về mặt hình ảnh và nhí nhảnh của âm thanh, Mario Kart sẽ khiến bạn cười ra nước mắt với những pha thả bom vào mặt người chơi bên trái, nhả nhớt làm lệch bánh xe của người chơi bên phải, hay tạo ra một đám mây giật sét làm tê liệt mọi đối thủ phía trước. Tất cả những trò bị gọi là bẩn bựa sẽ được tụ họp vào để làm khó người chơi, kể cả những người có kinh nghiệm nhất. Vươn lên đạt top 1 sớm giờ chả còn quan trọng nữa khi mà phá hoại không cho bạn bè của mình về đích còn vui hơn nhiều. Heave Ho, một tựa game mới nhất được Devolver Digital phát hành vào ngày 29 tháng 8 vừa qua mang tên Heave Ho, hiện đang gây sốt trên thị trường châu Âu bởi sự nhí nhố và không kém phần bựa khi chơi game cùng bạn bè. Gameplay của Heave Ho vô cùng đơn giản khi bạn chỉ cần điều khiển một nhân vật với hai cánh tay, có thể lắc sang bên trái hoặc lắc sang bên phải và nắm lấy vật thể. Trò chơi hỗ trợ tối đa lên tới 4 người chơi. Mục đích cần hoàn thành trong mỗi màn, nói một cách đơn giản là bạn phải sống sót và về được đích an toàn. Nhưng quá trình để bạn có thể làm được điều đó là cả một sự thử thách. Nếu chơi đơn, bạn sẽ mất khá nhiều thời gian, đôi khi chỉ để bám được từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác. Nhưng khi kết hợp 4 người chơi, bạn vừa có lợi thế lại vừa gặp bất lợi. Tất cả sẽ thể hiện ở việc bạn cùng bạn bè trao đổi và hỗ trợ nhau ra sao trong game. Heave Ho không cần cốt truyện mà chỉ là những màn chơi giải đố vui vẻ, cộng với việc cách chơi đơn giản nên dù bạn chẳng biết gì cũng có thể nhập hội nhanh chóng.
Đương nhiên rằng trong quá trình chơi cùng bạn bè, chắc chắn sẽ luôn có những màn tranh cãi om cù tỏi mà thậm chí nó chẳng có gì to tát như việc ai bám vào ai thôi chẳng hạn. Hivho hiện đã có mặt trên các hệ máy PC và Nintendo Switch, chắc chắn là một tựa game thú vị để bạn cùng gia đình hay bạn bè giải trí trong một buổi tối party cuối tuần. Frantix. Frantix là một tựa game độc quyền dành cho hệ máy PS4 và là một tập hợp 15 minigames để hâm nóng bầu không khí của những bữa tiệc với bạn bè. Điểm đặc biệt của tựa game này đó là bạn không cần tới những chiếc tay cầm DualShock mà lại sử dụng chính những chiếc smartphone của mình thông qua một ứng dụng để kết nối và chơi cùng bạn bè. Tất cả những gì bạn cần là cắm chiếc PS4 của mình vào một hệ thống trình chiếu và kết nối chung với những chiếc điện thoại qua một hệ thống Wi-Fi gia đình. Frantix có thể chơi tối đa 4 người và có gameplay vô cùng đơn giản. Bạn cần chú ý vào những hướng dẫn game đưa ra để làm quen với việc sử dụng điện thoại nhằm mục đích điều khiển nhân vật. Mỗi lượt chơi sẽ là 4 mini game bất kỳ để bạn có thể cạnh tranh, giành lấy những chiếc vương miện, tạo lợi thế cho bản thân trước khi bước vào vòng đấu arena tìm kiếm người chiến thắng. Ngoài ra trong quá trình chơi, đôi khi quý ngày cáo quản trò sẽ đưa ra nhiệm vụ bí mật cho một trong 4 người. Ví dụ như phải phá không cho bạn của mình không thể thắng, hoặc phải giúp cho người chơi khác đạt vị trí số 1 trong một mini game. Bên cạnh đó, đồ họa trong game cũng rất ngộ nghĩnh, với những con vật chân ngắn, người một màu, mắt chố lồi, khiến cho cuộc cạnh tranh vị trí số 1 càng thêm cười lăn cười bò. Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game có cốt truyện, đi màn nhưng vẫn chơi được nhiều người, và đặc biệt là phải chơi được với gia đình, đủ mọi lứa tuổi, thì sau đây mình sẽ gợi ý một cái tên: Kirby Star Allies. Ra mắt toàn cầu vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 cho nền tảng Nintendo Switch, Kirby Star Allies bán ra thị trường với hơn 2,56 triệu bản và nằm trong top game bán chạy nhất trên Switch. Vẫn theo một lối chơi quen thuộc của dòng game Kirby từ những phiên bản đầu, nhân vật chính của chúng ta chính là cậu bạn tròn xoe màu hồng trên đường đánh bại những kẻ xấu xa trong giải thiên hà. Kirby sử dụng chiếc miệng siêu rộng để hút kẻ thù vào bụng, rồi tiêu hóa và lấy năng lực của chúng. Khác với những phiên bản trước, Kirby Star Allies cho phép bạn có thêm những đồng minh bằng cách đẩy những năng lực này ra ngoài và tối đa là 3 đồng minh. Bạn bè của bạn có thể hóa thân vào những nhân vật đồng minh này để cùng giúp đỡ và tiêu diệt kẻ địch. Ngoài ra, mỗi khi bạn mất máu, đồng minh hoặc những người chơi khác có thể giúp hồi máu cho bạn bằng cách chia sẻ hiệu ứng hồi máu từ vật phẩm qua những cái ôm hồn thắm thiết. Với đồ họa dễ thương khỏi chê, nhiệm vụ và số lượng màn chơi đa dạng cùng với sự kết hợp siêu buồn cười của sức mạnh tình bạn, chắc chắn Kirby Star Allies sẽ đem đến tiếng cười trong những buổi tụ hội của gia đình hay bạn bè. Tựa game tiếp theo mà mình muốn đề cập đó là Brawlhalla. Brawlhalla có cơ chế gameplay đơn giản, mục tiêu của bạn là phải khiến cho đối thủ bị đánh văng ra khỏi sân đấu. Mỗi người chơi sẽ có một thanh hiển thị mức độ thương tích bằng màu sắc, thay đổi từ trắng chuyển dần tới vàng, cam rồi đỏ thẫm. Mức độ thương tích càng cao thì khả năng bị đánh bật ra khỏi sân đấu càng lớn. Người chơi sẽ được lựa chọn cho mình một nhân vật để thi đấu online hoặc local với bạn bè. Mỗi nhân vật đều có hai loại vũ khí và bộ kỹ năng đánh đấm khác nhau. Tới đây thì có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc, tại sao lại là Brawlhalla mà không phải Super Smash Bros? Trước hết, điểm hơn lớn nhất của Brawlhalla là game miễn phí. So với một Super Smash Bros. $60 thì rõ ràng Brawlhalla sẽ dễ để sở hữu hơn. Tiếp đến là việc Brawlhalla có thể chơi trên nhiều nền tảng khác nhau như PC, PS4, Xbox One hay Switch. Một điểm cộng nữa cho Brawlhalla đó là cách tiếp cận và cơ chế gameplay dễ dàng hơn nhiều so với Super Smash Bros. Và mình cũng đảm bảo với các bạn rằng Brawlhalla rất vui và cực kỳ hợp cho một hội bạn nam dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Nếu kể đến một tựa game chơi cùng nhóm bạn thì Super Mario Party sẽ là tựa game không thể bỏ qua. Để so sánh thì Super Mario Party hơi có phần giống với Frantix mà mình vừa đề cập một chút. Trong game, bạn sẽ phải đối mặt với 3 người chơi khác trải qua 4 thử thách random của game. Người đạt điểm số cao nhất sẽ giành được phần thắng. Super Mario Party sở hữu hàng trăm các minigame thú vị cũng như luôn được Nintendo cập nhật một cách thường xuyên khiến nó gần như không bao giờ hết chán. Cùng với sự linh hoạt của các tay cầm Joy-Con trên Switch, các trò chơi trên Super Mario Party cũng có tính tùy biến hay vận động nhẹ rất thú vị. Một trò chơi khác cũng độc quyền cho nền tảng Nintendo Switch và gắn liền với sự ra đời của nền tảng này từ năm 2017, đó chính là ARMS. Trò chơi tập trung vào trải nghiệm nhóm, cho phép tối đa 4 người chơi trong một đấu trường 3D tương tác với những tay cầm Joy-Con để điều khiển hai cánh tay của nhân vật trong game. Dựa trên hình thức thi đấu đấm bốc, bạn sẽ phải vận động để có thể đấm, đỡ đòn, né hoặc ôm lấy đối phương. Có hàng loạt những loại vũ khí bạn có thể lựa chọn gắn vào tay dựa theo từng lớp nhân vật mà người chơi sử dụng. Bên cạnh đó, mỗi nhân vật lại có những kỹ năng riêng như đấm liên hoàn, biến thân hay bay nhảy. ARMS thú vị kể cả khi bạn chơi chế độ solo hay duo. Khi chơi cùng bạn bè, màn hình sẽ chia ra cho mỗi người chơi. Bạn cùng bạn bè sẽ phải múa may trước màn hình để điều khiển, vô cùng thú vị cho cả người chơi lẫn người xem. Điểm yếu duy nhất của ARMS là yêu cầu độc quyền trên Switch. Nhưng nếu bạn đang sở hữu Switch,
thì còn chờ gì mà không tải cho mình tựa game này về để trải nghiệm cùng gia đình hay bạn bè trong những đợt nghỉ lễ. Chắc hẳn những ai đã tiếp xúc với điện tử từ nhỏ đã không còn xa lạ với trò chơi đặt bom huyền thoại này. Mình còn nhớ hồi bé đã từng biết tới loại điện tử 4 nút và Bomberman luôn là trò chơi mà mình thích nhất. Về cơ bản, lối chơi của Super Bomberman R khá giống với phiên bản Bomberman huyền thoại mà chúng ta vẫn biết. Mỗi người chơi sẽ khởi đầu ở một vị trí khác nhau, phá hủy những viên gạch để tìm các vật phẩm nâng cấp cho mình như là thêm số lượng bom có thể đặt, độ lớn của vụ nổ, vân vân. Ai là người sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng một hiệp. Nghe cũng khá giống game Battle Royale phải không? Trong phiên bản này thì ngoài những yếu tố trên, game còn bổ sung thêm một tính năng là màn chơi sẽ thu hẹp dần và nếu tất cả đều sống sót tới cuối sẽ được tính là một hiệp đấu hòa. Và cuối cùng, người chơi đầu tiên thắng 2 hiệp sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Super Bomberman R tuy không được xuất sắc như phiên bản khai sinh ra dòng game này, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ là một tựa game không thể phù hợp hơn với không khí gia đình, khi nó mang lại những giờ phút thư giãn vui vẻ cũng như những tiếng cười cho mọi người. Nếu các bạn còn có tựa game nào thì nhớ comment xuống bên dưới cho bọn mình biết về nhé. Chắc chắn rằng những tựa game này sẽ đem tới cho các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ. Vẫn như thường lệ, nếu thấy video này hay và hữu ích đừng quên like và share. Còn nếu đây là lần đầu các bạn đến với Phê Game, hãy nhấn nút subscribe và nút chuông thông báo. Mình là Vô Lý và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. We'll be right back.